Ok, Thái Ngô sẽ đi cập nhật thị trường cho mọi người trong cái phiên ngày hôm nay, những cái điểm nào rất là lưu tâm và cái cơ hội nó sẽ mở ra rất là nhiều trong cái giai đoạn tuần sau, và đặc biệt cái nhóm ngành nào mà các bạn thấy này nha. Trong cái bối cảnh vừa qua các bạn ạ, dòng tiền vào rất là khỏe ha. Và ngày hôm nay nó đã có một cái điểm mua chuẩn rất là đẹp của nhóm ngành gì ạ? Bất động sản. Bên cạnh đó trong cái tuần sau, sau cái sự kiện mà thị trường nha, nó đang bị bán như vậy thì không biết thị trường nó sẽ đang đi về đâu, thì các bạn theo dõi hết video này ngày hôm nay. Ok. Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thái. Mọi người đừng quên nhớ nha mọi người ơi, bấm cho Thái một nút like, thả tim video. Và ai chưa đăng ký kênh thì hãy bật cái nút đăng ký, bấm cái quả chuông bên cạnh để khi Thái Ngô làm video ra, mọi người sẽ xem được đầu tiên. Ok. Rồi, nhớ bấm cho Thái một nút like mọi người ạ. À. Rồi, tiếp tục nè. Thì hiện tại ha, ngày hôm nay trong group VIP thì cũng có khá là nhiều anh chị mới vào, thì mình có chia sẻ ở một cái bối cảnh đây các bạn ạ. Nhiều anh chị vào thì mình có chia sẻ tiếp tục cái cơ hội lúc này, và đặc biệt rất là cẩn trọng cho mình, bởi vì sao là cái sự hưng phấn mọi người ạ. Nhất là trong cái giai đoạn mà thị trường VN-Index nó có một cái đoạn là nhạy cảm vừa qua, thì mình chia sẻ vào buổi sáng ngày hôm nay các bạn ạ. Dòng ngân hàng hiện tại nha là đã bị thủng MA 50, một số cổ phiếu như là CTG, STB, Tiên Phong Bank, OCB vân vân, thì một số nhóm ngành, nhóm cổ phiếu mạnh như vậy á, nó còn thủng được cái được và nó đang bị đạp thủng qua đường EMA 50, thì cái câu chuyện mà những cái cổ phiếu khác trong những nhóm ngành khác á thì rõ ràng vẫn có những cái áp lực tiềm ẩn. Đó là cái điều mình chia sẻ vào sáng ngày hôm nay để tránh tình trạng mọi người là không kiểm soát được tâm lý của mọi người nha. Ok. Rồi, nhất là cái nhóm chứng khoán các bạn nè, mình có chia sẻ rất là kỹ nè. Bắt đầu nha, tuần sau nó sẽ là cơ hội nhóm chứng khoán, mình sẽ chia sẻ với anh chị em trong lớp VIP để mọi chị mua ha. Và trong cái giai đoạn vừa qua các bạn ạ, à, đây nhóm chứng khoán thì Thái sẽ chú trọng nhịp này, các cổ phiếu vượt đỉnh, cổ phiếu nào mình chia sẻ rất là kỹ nè. Vì sao vậy? Vì bối cảnh vừa qua các bạn ạ, à, là mình thấy được cái trạng thái mọi người hưng phấn là một, cái thứ hai các bạn, nó không có một cái điểm mua nào rất là đẹp để mọi người vào lệ nha. Cho nên á, và đặc biệt là mình có chia sẻ trong những video trước rồi, không có một thằng lái nào nó ngu tới mức độ là nó kéo xả, nó kéo lên khi mà mọi người đang đu bám các bạn. Ok, thì cái cách đánh này là cách đánh chuẩn. Ok, mà quan trọng nhất là cái sự kiên nhẫn, và mọi người theo dõi Thái trong mấy tuần vừa qua thì mọi người sẽ biết được cái tư duy của mình về nhóm chứng khoán. Ok, các chị đừng quên nhớ bấm cho Thái một nút like, đúng không ạ? Đó, thả tim video này nha. Ở nhóm bất động sản thì rõ ràng ngày hôm nay chúng ta có một cái cổ, giống như mọi người vào rút VIP vào tối hôm qua, thì thật sự trong ngày hôm nay mình còn nhắc lại một lần nữa nè, nhóm bất động sản siêu cổ phiếu trong rút VIP từ chân sóng rồi. Ok, những cổ phiếu như là TSH, Phát Đạt, Đích, Nam Long Group, mọi người đang lãi từ 20 đến 25% từ vùng chân sóng rồi. Ok, đúng không ạ? Tiếp tục gồng nóng và chấp nhận bỏ qua những rung lắc. Còn hai cổ phiếu mà mình chia sẻ nè, có hai cổ phiếu đất nè, Novaland, Đất Xanh, nó đạt cái vùng mua, điểm mua cho mọi người vào ngày hôm nay các bạn ạ. Novaland quanh vùng khoảng 17.2, 17.4, rung lắc giá đỏ, thuộc cái file là các bạn gom hàng được cho mình nha. Ok, thì ngày hôm nay các bạn thấy nè, vào buổi chiều đúng không ạ, 14 giờ mình thấy cái hiện tượng là giờ vòng dòng lệnh vào rất là khỏe và ok các bạn. Novaland chính thức ăn lệnh dã man nè mọi người nè. Novaland khả này sẽ rất là dễ màu tím, lúc đó là khoảng 18 thôi các bạn. Cuối cùng các bạn nó kéo lên khoảng 18.7 nha. Nhưng mà do cái áp lực rõ ràng là giờ về cuối phiên thôi, nhưng mà bản chất trong phiên các bạn, Novaland đã chính thức là giờ tạo ra một cái điểm mua chuẩn cực kỳ đẹp, để đây là một cái trạng thái đánh lên tiếp tục của một cái nhóm ngành siêu sóng giai đoạn vừa qua, đó là bất động sản đúng không ạ? Nó sẽ đi theo chân của câu chuyện là giờ Phát Đạt Group đây các bạn nè, rồi TCH nè các bạn nè, đó thật sự nó không có giảm bao nhiêu giống bên này mà đích nè, đúng không? Rồi tiếp tục là Nam Long Group, thì ngày hôm nay các bạn thấy mà có câu chuyện của giờ Novaland và Đất Xanh các bạn đó, những cái form hình này là những cái form dạng mà các bạn phải chú ý được trong cái bối cảnh nhóm bất động sản các bạn nha. Đó cho nên là ngày hôm nay thì trong group VIP mình chia sẻ các bạn những cái cổ phiếu nào mà các anh chị muốn mua nhóm đất, thì có Novaland quanh 17.2, và mình nhắc xuyên suốt giai đoạn vừa qua lên trên cao không cần nhất thiết phải mua, nhưng mà về dưới này ha, nó tạo ra một cái cú mốc các bạn ha. Và rõ ràng các bạn, đây thật sự là một trạng thái rất là khỏe các bạn ạ. Ok, rất là khỏe nha. Rồi bây giờ mua được giá này thì nó sẽ đi như thế này, nó có sập cái sình tí xíu và rồi trong tuần sau nó sẽ bay mạnh. Đó là cái bản cái gì ạ, cái cách mà vận động của nó nha. Bây giờ thật sự nếu mà trường hợp nó thủng lại cái này các bạn mới là quan ngại nè. Còn bây giờ đã chính thức là xác nhận cái phiên này tăng giá rồi các bạn. Bây giờ các bạn sẽ đặt cái chặn là lỗ dưới này các bạn ạ, chặn lãi các bạn lại ha. Nếu trường hợp nó thủng luôn cái râu nến này các bạn mới bán. Còn bây giờ cứ cầm cà sập cà sình, dòng tiền xác nhận vào rồi ha. Chỉ chẳng qua là do cái câu chuyện là VN-Index lúc này nó đang nhạy cảm một tí xíu về cái gì ạ, chỉ số chung các bạn ha. Nhưng mà bản chất đây là những cái cổ phiếu có dòng tiền vào khỏe ha, và cái form này là cái form đánh lên chứ không phải là cái form sập các bạn ạ. Ok. Rồi,
À, đó là cái câu chuyện đầu tiên của nhóm bất động sản. Bây giờ nhóm chứng khoán mình chia sẻ với mọi người rất là kỹ nè. Đặc biệt ha, những anh chị trong group VIP cảnh báo mọi người rất là kịp thời nhóm chứng khoán các bạn nè. Nhớ nha, không đu hưng phấn cho những ai không mua được, đặc biệt là nhóm chứng mới các bạn. Chúng ta đã gì ạ? Chứng khoán chúng ta đã ăn một trận rất là lớn, đút túi của lãi cổ phiếu giờ CTS, MBS, VCA, VIX, ORS còn là đây. Lý do tại sao ạ? À? Đây các bạn nhìn nha. Đầu tiên là cái cổ phiếu CTS các bạn quá khỏe luôn. Đợt trước các bạn chúng ta đã đánh từ những cái nhịp là từ vùng giá khoảng đâu đó là giờ 30.7, 30.9 các bạn ạ. Rõ ràng bây giờ các bạn nó tăng lên một nhịp như thế này và mình nói với bạn rồi, yên tâm đi. Sẽ có một giai đoạn nó test chỉnh trở lại vùng giá này là mình sẽ nhắc cho mọi người mua. Còn lên trên đây các bạn không có vùng mua nào đẹp hết trơn á. Vì mua xong bữa nay là ăn mấy cây này là đi bụi các bạn, thật sự luôn. Nhưng mà sắp tới các bạn nó sẽ tạo ra những cái mẫu hình là chỉnh á, là mình sẽ nhắc với mọi người. Ok, đây sẽ là cái cơ hội cho bạn. Đặc biệt là giờ cái đường EMA 50 sắp tới nó sẽ là cái hỗ trợ gần của vùng này. Và cái chuyện nó vượt đỉnh, nó test trở lại đỉnh là yếu tố không có gì phải bất ngờ cả. Chỉ bất ngờ đối với những nhà đầu tư là nghe người ta hô hào hô rồi cái gì ạ, đu liên tục. Và các bạn thấy mà trong giai đoạn vừa qua nhóm chứng khoán không, nếu mà mọi người đánh ở vùng cao như thế này thật sự không có lãi. Nhưng mà bắt đầu nha, tuần sau nó sẽ là cơ hội để mọi người gom mua được cổ phiếu này cho mình, đúng không ạ? Đó rồi gì nữa à? Rồi trận vừa qua chúng ta thắng được là MBS các bạn nè. Ok, bây giờ các bạn thấy mà rõ ràng nó không có vùng mua an toàn thì đu ở đâu? Đu ở đây sẽ chết các bạn, chết nè. Và bây giờ nó mà nó chết thêm tí xíu nữa về về đây rồi bắt đầu giờ nó tạo cái sự cân bằng các bạn đó. Rồi bình tĩnh, lên đây mua liên tục. Ở lên đây á các bạn là cái vùng bán của nhà đầu tư, người ta chốt lãi, người ta chặn lãi từ từ ha. Và cái cổ phiếu này chúng ta đã đi một cái nhịp đánh rất là thành công từ cái vùng giá khoảng 23 23.5 các bạn, lên được những vùng giá này khoảng 30% chứ ít đâu, đúng không ạ? Cho nên là buổi sáng mình chia sẻ với mọi người rồi, và những phiên trước mình cũng nhắc cho mọi người bình tĩnh nha. Riêng những cổ phiếu này các bạn, cơ hội tuần sau đặc biệt nó sẽ xuất hiện. Mình ví dụ là nó sẽ test chỉnh trở lại những cái đường hỗ trợ trên khung tuần như là đường EMA 10 tuần các bạn ạ. Ví dụ như ở đây ha, ít nhất nó sẽ có một cái sự dừng chân đâu đó là quanh giờ. Mình phải xem nữa các bạn. Ok, thật sự ha, tại vì nó tăng quá mạnh các bạn, tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm, 5 tháng liên tục thì cái chuyện mà ở đây nó điều chỉnh về là bình thường các bạn ạ. Và cha nội này từ cái giai đoạn mà chả vượt đỉnh vùng giá khoảng 25 chả chưa có bao giờ ha, ghé thăm lại một lần. Như vậy cái hỗ trợ gần nhất của ông này là mình nghĩ nha, khoảng 25 mét đến 26 các bạn, thì để xem thử cái sự vận động của nó như thế nào ha. Chúng ta không suy đoán được ha, chúng ta không suy đoán mà để im dữ liệu của thị trường trả lời các bạn ạ. Ok, nếu mà trường hợp nó test chỉnh lên một tí xíu nó về khoảng bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Mình nghĩ nha, nếu mà trường hợp cao tay thì khoảng là 7 đến 8% nữa thì nó sẽ tạo ra một cái bộ đệm mới ha. Nói chung là chúng ta sẽ không không võ đoán. Còn về cái câu chuyện mà chúng ta sẽ nhìn nhận ở một góc độ kỹ thuật á, thì chúng ta sẽ có hai cái vùng giá rất là đẹp, đó là 26.8 các bạn. Tức là nó sẽ test chỉnh lại một cái phần ha, một phần hai đoạn đường mà nó chỉnh nè. Thì lúc đó nha, mình sẽ nhắc như anh chị là thăm dò và quay trở lại chiến đấu được ha. Hoặc là gần nhất là BVS là một cái cổ phiếu nhóm chứng khoán này tăng quá là khỏe mà nè. Nhưng bây giờ thật sự nó không có điểm mua an toàn, ngày hôm nay nó test trở lại quanh vùng giá đâu đó là 34.5 các bạn, rồi rút ra. Rồi giờ đợt trước chúng ta thành công là giờ VCA. Các bạn thấy không? Đây. Đây là những cổ phiếu mà các bạn phải theo dõi nha. Thật sự luôn các bạn. VCA chúng ta đánh từ cái nhịp 40.8 các bạn nè, đó từ những vùng giá thấp ở dưới này nè nha, tới cái thời điểm hiện tại. Và trong quá trình đó bạn, nó sẽ thà như mình nha, ai nói gì nói, ở dưới này tôi gom, tôi mua dần 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 lên trên đây để cho báo chí, cho lèo báo, rồi cho mấy đội nhóm hô hào, cho vân vân và mấy mấy các bạn. Bắt đầu bây giờ ha, bắt đầu núp trong lùm cho rồi, bây giờ nó test chỉnh trở lại những vùng giá này các bạn yên tâm. Nó sẽ lại là những cái vùng mua cho mọi người. Nếu trường hợp nó đạp trở lại một cái cây MA50 giống như những cổ phiếu như nhóm ngân hàng thì đó sẽ là cái điểm mua để mọi người đi lệnh lại cho những nhà đầu tư chưa mua được các bạn ạ. Ok nha. Ông này thì thật sự ông cũng là ngày ngày hôm nay ông cũng đang nỗ lực test lại cái đỉnh mà 49.7 các bạn ạ. Cái đỉnh này nó đã vượt qua cái vùng này nè các bạn ạ. Thì rõ ràng khá là gì ạ? Mình nghĩ á chỉ cần khoảng một hai phiên mà nó test chỉnh tí xíu nữa nha là ông này ông sẽ dừng chân lại các bạn ạ. Dù sao đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tạo ra một cái trạng thái Fibonacci 0.5 hoặc là 0.618 nha. Ok. Quanh vùng giá khoảng 48, 48.5 nó sẽ là một điểm dừng chân của cổ phiếu này. Thì lúc đó nó sẽ tạo sự cân bằng và nó sẽ có cái điểm vào lệnh lại. Còn hơn là mọi người sẽ mua FOMO trên đúc trên này thì rất là nguy hiểm nha. Đó, hoặc là VIX các bạn đó. Những cổ phiếu này chúng ta đã lời được khoảng bao nhiêu phần trăm, các bạn nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã nỗ lực và thành công trong đúc VIP các bạn nè. Đây, mình theo dõi, mình chia sẻ cho mọi người nha. Đây,
quanh vùng giá này. Thứ nhất là ở phạm vi mình không bán được vùng giá khoảng 54 đâu các bạn, không không thể nào. Nhưng mà vùng giá khoảng 52, 53 các bạn, mình nhắc cho mọi người là khoảng 25%, mọi người nên khóa chủ động chốt lại nha, 20 25%. Còn bây giờ sau đó nó đào về bốn mấy các bạn, từ vùng giá khoảng 50 mấy rồi, cho nên chúng ta không thể nào bán 100% được ha. Nhưng mà về là những vùng hỗ trợ nó sẽ là cái lộ trình để mọi người enter, chứ không phải là cái điểm bán nữa rồi, đúng không ạ? Đó, hoặc là viết đây các bạn nè, Vĩ nè. Đây, Vĩ mình chia sẻ cho bạn rất là kỹ nha. Đã mua từ vùng giá khoảng 16.8 các bạn nè. Đó, đánh dài lên 17, 17.3, sau đó rớt vùng 18.15 là mua. Còn bây giờ thật sự nó sau đó nó không còn điểm mua an toàn. Và mình có chia sẻ mọi người một lần nữa, đối với những nhà đầu tư mà thật sự mua các bạn, mua sâu mua đu nha, là đợt trước á, cách đây mấy ngày, thì đối với những anh chị nào thật sự là, tại vì có rất là nhiều nhà đầu tư ở cái vùng giá giờ VNED lên đỉnh 1.000 mấy các bạn nè, 1.200 chín mấy, 1.000 đúng không ạ, 80 tới chín mấy các bạn, thật sự là lỗi mua rất là nhiều và mình cản rất là nhiều luôn. Và mình nói yên tâm đi, sẽ có một cái ngày nào đó, tuần nào đó nha, nó diễn ra điểm mua chuẩn mình sẽ báo cho mọi người được. Thì bắt đầu nha, tuần sau nó có. Thì ví dụ như ha, viết như nó thủng 20 là mọi người phải chặn. Nhưng mà trường hợp nó đạp nhanh trở lại những cái vùng hỗ trợ rất là tốt á. Ví dụ như là vùng giá đâu đó là 18 hoặc là 18, 10, 18 chấm mít các bạn, 19 đó, thì đó sẽ là cái vùng giờ mọi người đang mua chứ không phải là vùng đang bán nữa rồi các bạn ạ. Ok, ví dụ nó thủng qua cái gap này đúng không ạ, 20, thì đó sẽ là cái giờ cái điểm mọi người nên nên bán. Rồi sau đó bắt đầu những cái giai đoạn tới nha, nó tích chỉnh nó sẽ là điểm mua. Thì các bạn chú ý đó là những cái form nè, ví dụ như CS vượt đỉnh nè, AGR vượt đỉnh các bạn nè, đây đây là cái đỉnh các bạn nè, đỉnh bên đây nè, bây giờ nó vượt đỉnh sau đó nó tích chỉnh trở lại là bình thường. Còn hơn lên trên này đu là không biết là các bạn sẽ cắt lỗ ở đâu. Cho nên là may mắn thay các bạn, những anh chị trong group VIP hoặc là những nhà đầu tư mà theo dõi video ngày của Thái nha, mình sẽ căn dặn rất là kỹ cái câu chuyện này. Bây giờ các bạn test chỉnh nó lại đây nha, thì đó sẽ là cái vùng mua chứ không phải là vùng bán, đúng không? Mai mốt này các bạn nè. Bởi vì mọi người phải lưu ý là giờ chúng ta đánh đặt cược lại cái biên độ giờ VNED đang đánh trong một cái hộp chữ nhật. Bây giờ nha, rất là nhiều nhà đầu tư ở trên này các bạn à. Rất là nhiều ông hô hào các kiểu à, nào là sống gì à, sống uptrend, sống thần rồi sau này các kiểu à, rồi giờ sống nước rút rồi vân vân. Bây giờ nó tích chỉnh bắt đầu là những người mua trên này là phải cắt lỗ các bạn. Thì nó lại là cái cơ hội của những nhà đầu tư nhìn nhận ra cái thế trận và sự kiên nhẫn các bạn ạ. Ok mọi người ạ. Ok, tuy nhiên thì mọi người cũng đừng lo lắng là trong giai đoạn này á, nó sẽ xuất hiện những cái form mà đánh như thế này rồi hỗ trợ là mốc kháng cự là mọi người bán thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều hả. Ok. Ngày hôm nay thì các bạn thấy nè, có khoảng là 10 12 cái cổ phiếu ngày hôm nay bùng nổ và những cái cổ phiếu cho tuần sau. Chúng ta thấy gì ạ? Có Novaland các bạn ạ, có BSR nhóm dầu khí nè, Novaland ngày hôm nay có thời điểm tăng tím trần là 18.7 ha. BSR 20 mấy luôn mà, BVC cũng có thời điểm tím trần, rồi có BVS, có BVD vẫn tăng điểm các bạn. Rồi HVN người tăng kinh ha. TNT, EVS nhóm chứng khoán nè, MHC, CMG, AMS. Cơ bản như ngày hôm nay chỉ có một vài cổ phiếu mà chúng ta quen mắt như là gì ạ? AHM vẫn tốt cơ mà ha. Đó là ông cổ phiếu mà mình đã cho mọi người trong group VIP enter được ha. Còn lại là gì? Chỉ có Novaland là một cái biểu hiện là của nhóm bất động sản, rồi có nhóm dầu khí ha. Còn lại thật sự là không có sự góp mặt nào của nhóm chứng khoán nhiều nè, cũng chả có một cái anh hào nào đến từ nhóm ngân hàng, cho nên cái áp lực điều chỉnh và đánh trong một cái hộp giá đang hiện hữu. Và đây chính là cái tư duy mà mình đang đặt cược ở vùng này. Bởi vì mình đã chia sẻ với mọi người giờ nó sẽ đánh rất là nhiều giống như câu chuyện của Nam Kim, các bạn có đồng ý không ạ? Đây, nó đang đánh theo cái form Nam Kim mọi người ạ. Đó. Rồi cả nhà nhớ nha, đừng quên bấm cho Thái một nút like, thả tim video nha. Và tuần sau nó lại là cái tuần mà cơ hội chứ không phải là rủi ro nữa mọi người ạ. Bởi vì nó sẽ là cơ hội cho những người mà đã kiên nhẫn cầm tiền và đi vốn rất là thấp và an toàn, và lại là rủi ro cho những nhà đầu tư thì giờ nghe hưng phấn và FOMO các bạn ạ. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngó qua những cái câu chuyện của những cái cổ phiếu giống ngành mà chúng ta sẽ theo dõi nè. Như sáng hôm nay các bạn nè, STB thật sự ngày hôm nay nó không còn giảm nhiều nữa mà nó chỉ test trở lại quanh vùng giá khoảng 29 các bạn. Rồi rút chân nha. Thì khả năng cao từ từ trong những phiên sau nó sẽ đều quanh ở đây. Rồi Techcombank nè. Techcombank sau cái cây nến mà mở gáp tăng đúng không ạ? Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy mà nó trả lại hết trơn các bạn. À, chắc ông này phải cần một giai đoạn ở dưới, nó sẽ là một cái vùng mà MA20 thì hy vọng nó sẽ giữ được cái vùng giá khoảng 43.5 và thị trường nó sẽ cân bằng trở lại nha. CTG CTG cũng đang nỗ lực là quanh vùng giá này. Ok, có dấu hiệu đang bắt đầu giờ siết chặt cái bạch tuộc này trở lại các bạn. Hy vọng bạch tuộc này bắt đầu ha, nó siết chặt co cụm lại giống như cái chỗ này các bạn, thì nó sẽ tạo thành cái đáy thứ hai. Và đây thật sự nó sẽ giờ nó mà siết chặt xong các bạn, nó sẽ lại đánh lên các bạn, vì nó đang hình thành trong một cái form là giờ ở nền phẳng các bạn ạ.
Đó, điều này quan trọng nha. Còn bây giờ lúc này nó không còn là những cái điểm bán mà mình khuyên mọi người an toàn nữa rồi. Vì sao? Bởi vì một vùng bán là mọi người nên bán khi nó hưng phấn các bạn ạ. Đúng không? Rồi, MBB các bạn ạ. Ok, ngày hôm nay nó cũng không giảm bao nhiêu nữa mọi người ạ. Và hiện tại Bạch Tuộc cũng đang có dấu hiệu thì giờ cần một cái sự cân bằng nha. Ông này thường ra giảm lắm thì ông về đây quanh vùng giá khoảng 22.5.6 thì nó lại có một cái vùng hỗ trợ các bạn ạ. Cho nên ông này chỉ chỉnh tí xíu nữa thôi. Ok. Thì nó lại quay trở lại vùng mua các bạn, hoặc là MSB. MSB mình rõ ràng mình chia sẻ rồi các bạn, cái vùng 14.2, 14.5, 14.5, 14.6 mọi người có, mọi người cứ tiếp tục cầm thôi. Không bao giờ chết nổi, đang nó đang có một sự cân bằng giá nè. Ok. Rồi VIP, những ông nào mà thích mua các bạn, ok, bắt đầu nó test trở lại những vùng mua đây. Đây mới là cơ hội các bạn nè. Rồi, trong những phiên sau nếu mà nhúng một cái nữa các bạn bây giờ muốn mua dòng banh, các bạn có thể là chú ý cổ phiếu này cho mình. Ok, mà vì chúng ta đã mua được những cái nhịp 21.2, những nhà đầu tư nào muốn mua thêm, vì sao? Vì trước đó chúng ta đã mua một 21.2, là những nhà đầu tư nào muốn mua thêm phải canh quanh cái đường EMA 50 các bạn ạ, quanh vùng giá khoảng 20 nha. Rồi, tiếp theo là nhóm chứng khoán mọi người ạ. Ok. Nhớ bấm cho thêm một nút like nha. Đặc biệt là trong group VIP mình có chia sẻ và cập nhật hàng ngày, nhất là những anh chị muốn vào group VIP và chia sẻ mọi người hỏi mình rất là nhiều, và mình chia sẻ là một lần nữa nha, là Thái Ngô không làm cho bất kỳ công ty môi giới nào, và không phải ngày nào mình cũng mua bán, và chỉ khi nào nó đạt vùng mua điểm mua mình mới tìm ra và chắt lọc chia sẻ cho mọi người, giống như cái câu chuyện vừa qua vừa cảnh báo. Và bắt đầu cái tuần này và tuần sau mình sẽ giải ngân mạnh trở lại. Thì những anh chị nào thấy cái phương cách giao dịch của Thái không đu tím trần, hoặc là có những vùng mua ok an toàn mình mới nhắc như anh chị mua, thì mọi người mới liên hệ với Thái nha, và Thái sẽ đồng hành với mọi người là 6 tháng là 4 triệu, hoặc 1 năm là 7 triệu nha. Ok, rồi đó là câu chuyện, và mình không làm cho bất kỳ công ty môi giới nào cả, hợp lý nha. Chứ thật sự là nhận được quá nhiều câu hỏi hàng ngày của mọi người. Tiếp theo mọi người, cái cơ hội rất là nhiều, rõ ràng các bạn. Ngày hôm nay mọi người vô là mua, mình thấy là câu chuyện của một số cổ phiếu bắt đầu gom mua được rồi, chứ không phải là nó trước lên trên kia là khen đáo khen để là không được, đúng không? Rồi bây giờ qua chứng khoán nè mọi người. Chứng khoán thì rõ ràng trong những phiên trước Bạch Tuộc bắt đầu nó đang chuyển sang màu xanh rồi bạn, nó cần một giai đoạn nè. Chia sẻ ông SSA rồi rồi ha, mình cũng nhắc rất là kỹ rồi. VND thật sự không phải là cái vùng mua an toàn ha, và cứ chờ các bạn. Bạch Tuộc thì đang siết chặt trở lại, nhưng mà coi cái động thái của nó có phải là đạp thủng hay không ha. Nhưng mà nếu mà có tiền mà mình nói với mọi người rồi, hãy nên tập trung vào những cổ phiếu đã vượt đỉnh trong nhóm này, như là CTS nè các bạn nè. Okay, tuần sau nó quay trở lại đi mua các bạn, thật sự luôn, tuần sau nó sẽ test chỉnh trở lại thì nó sẽ mở ra cơ hội cho mọi người nha. Cao lắm thì sẽ quanh những cái vùng giá như là giờ 34 các bạn. Đó, đợi chờ là hạnh phúc. Ok không ạ? Hoặc là mình sẽ trong phiên nó có những cái biến động mà là nhất định đó, mình sẽ nhắc với mọi người liền. Rồi giờ VDS là mọi người ạ. Đó, các bạn, sắp tới rồi. Yên tâm. Đây là những cổ phiếu mà đã vượt đỉnh các bạn nè. Rồi AGR các bạn nè. Ok ha. Có là mình sẽ nhắc với mọi người ngay và luôn. Các bạn chuẩn bị tinh thần ha. Khi mà nó vượt, nó test trở lại những vùng đỉnh, ví dụ như trên cái màn hình nè. Các bạn xem mà chỉ cần test quanh dưới chỗ này, nó tạo một cái điểm nhấn rũ xuống một xíu rồi đó, rồi khoảng vài phần trăm rồi nó lại rút chân lên, thì đó lại là những cái điểm mua cực kỳ đẹp cho mọi người nha. Ok. Rồi ha, đó là nhóm chứng khoán mọi người cố gắng tranh thủ tuần sau. Bất động sản thì ngày hôm nay đẹp nè, Novaland. Những anh chị nào thật sự chưa mua được cổ phiếu này mà không nằm trong group VIP thì các bạn chú ý nha. Nếu nó có những cái pha mà rung lắc á, thì các bạn có thể là mua được vì dòng tiền nó vào rồi ha. Còn lại á vẫn là tiếp tục gồng TCH, DIC, Phát Đạt Group các bạn, là chưa có một cái dấu hiệu nào xấu cả. Nếu trường hợp trong những cái phiên sau mà nó xuất hiện thêm những cái cú rung lắc mà test chỉnh đẹp á, thì mình sẽ nhắc với mọi người là múc nó liền. Ok, yên tâm ha. Ok, yên tâm. Rồi, đó là câu chuyện của nhóm bất động sản ha. Như là Phát Đạt Group rồi, chỉ cần nó quay trở lại nó test đỉnh một cái ha, ok, nó sẽ là cơ hội cho mọi người. Vì những nhà đầu tư mà mua những vùng chân sóng, mọi người cứ tiếp tục gồng cho mình. Còn những nhà đầu tư muốn mua mới các bạn, thì rõ ràng là canh những cái pha mà nó đập rất là nhanh các bạn, là các bạn phải enter trở lại nha. Còn không được phép đu trên này, vì sao? Vì bây giờ á, khi đu cao thì mọi người không có cái cách mà mọi người đi lên á, thì mọi người sẽ cắt lỗ ha. Ok, nhưng mà riêng trạng thái đó là cái câu chuyện đề phòng ngừa thôi. Còn thật sự nha, nó vẫn rất là khỏe các bạn. Khi mà không mua được nó thì rõ ràng giờ có đất xanh các bạn phòng ngừa nè, để các bạn enter được ha, đang rất là gần hỗ trợ, đúng không? Rồi Novaland nè, rồi đó là nhóm bất động sản ha. Còn trong nhóm này thì có một số cổ phiếu như là HDG các bạn ấy. Xong mình nhắc như vậy là giờ mua bán lướt nhanh thôi, không ấy được là các bạn phải bán liền ha, để tránh tình trạng mọi người động vốn lại, tập trung rất là nhiều những cổ phiếu mạnh cho mình đó. HDC các bạn, Đạt Phương Group nè,
Đây, ví dụ như HDC những cái giai đoạn sau nó test chỉnh nó lại thì nó lại là giờ những cái cơ hội, nhưng mà cái cơ hội này thì các bạn hãy nên tập trung vào những cái cổ phiếu mạnh nhất trong một cái nhóm ngành đó thì sẽ ok. Thép. Thép thì Hòa Phát các bạn thấy không ạ? Nó test đúng y trở lại cái hỗ trợ mà mình chia sẻ cho mọi người rồi đó. Cần gì phải lên 31 mấy là mọi người ba mua mọi người ạ? À? Bây giờ rõ ràng không ạ? Trong những tuần sau nó biến động như vậy á, những anh chị nào cầm tài khoản lớn các bạn có thể là giờ mua cổ phiếu này cho mình nha. Nó không có gì xấu cả. Còn bây giờ nha mấy ông ha, hô à lên trên này nào là mẫu hình nến đẹp nè. À, có dòng tiền bây giờ là mô típ mọi người hay thấy nha. À, dòng tiền đẹp, red out rồi, đạt điểm mua chuẩn các kiểu ở trên tốt trên này rõ ràng các bạn. Nó vẫn là một điểm mua chuẩn, nhưng mà nếu mà trường hợp các bạn có tầm nhìn á và các bạn có tư duy về đầu tư tốt á thì các bạn sẽ không hoặc là hạn chế rất nhiều ở những cái điểm mua đó. Rồi để tránh tình trạng mà giờ các bạn mua ngay chốc một cái vùng đỉnh nào đó nhất định rồi sau đó test chỉnh trở lại hoặc là không có điểm giờ cái cách mà đi vốn. Ví dụ các bạn thèm quá các bạn lên trên đó các bạn mua chỉ một phần nhỏ thôi mà rồi về là những vùng dưới các bạn enter nó rất là khỏe ha. Còn hơn là giờ nào là phân tích hàng ngày những cái cây nến các bạn. Mình cũng chuyên gia phân tích như vậy nhưng mà mình update lại một lần nữa để tránh tình trạng mọi người đọc sách hoặc mọi người là mua cùng một cái cách như vậy rất là dễ mà lái người ta sẽ lùa rất là đơn giản. Đây như Nam Kim các bạn nè, ok đối với quan điểm của mình nha, Nam Kim nó sẽ cần một cái giai đoạn để nó tìm sự cân bằng. Nhóm thép hiện tại mình chưa quan tâm, Hoa Sen bán đúng bài đúng không ạ, mua xong cảm thấy không ổn bán lại một tí xíu hoặc là giờ hòa vốn bán luôn các bạn. 23 chấm mít hai 23 chấm tám 24 mình còn nhớ lúc đó cây xanh này các bạn nè, ok ai chưa bán được bán luôn. Còn bây giờ thật sự tuần sau các bạn chúng ta sẽ đợi chờ hoặc là dùng cái dòng tiền đó qua những cổ phiếu khác. Dầu khí thật sự trong bối cảnh vừa qua là mình không đánh mọi người ạ, BSR nhưng mà BVS ngày hôm nay các bạn thấy không ạ, rất là mạnh nhưng cuối phiên nó lại đạp trở lại gần như giá thấp nhất trong phiên các bạn nè. Thì rõ ràng nha, nhóm này nếu mà trường hợp các bạn ok khi mà trường hợp đó có những cái pha mà rung lắc tác chỉnh nó lại thì thật sự nó sẽ là những cái cơ hội ha. Nhưng mà đó BVD nó hầu như nó trả lại hết trơn các bạn, trong phiên nó kéo lên rất là khỏe nhưng cuối cùng nó bị trả lại do áp lực thị trường chung. Khi áp lực thị trường chung thì không có một cái thằng khỏe nào có thể là chống đỡ được các bạn. Một họa may là thật sự giờ các bạn mua đúng được vùng mua điểm mua chuẩn á, an toàn đi vốn đẹp các bạn thì các bạn sẽ rất là nhẹ nhàng tâm lý à. Rồi bán lẻ MWG cũng khỏe trong nhịp này nè, mà bán lẻ thì mình chú tâm là gì ạ, có DC World cho mình nha. Và rõ ràng yên tâm đi, DC World trong những cái giai đoạn vùng sau các bạn nó sẽ là cái cơ hội rồi ha, bởi vì chúng ta đang chờ đợi. Và các bạn còn nhớ không, mình đã nói với mọi người rồi, yên tâm đi, sẽ có một ngày nó sẽ đón mọi người bất cứ lúc nào cả ha, các bạn cứ chờ đợi. Và rõ ràng cái nhịp này nhịp nhúng xuống một tí xíu nó gặp đường EMA 50 ở dưới nha và nó chạm là những vùng kháng cự, vùng hỗ trợ chỗ này các bạn ạ, đó cái vùng này nè thì nó sẽ lại nhú lên bật lên trở lại thì lúc đó các bạn sẽ canh được những cái vùng giá mua. Và đây là một trong những cổ phiếu vượt đỉnh và test đỉnh trở lại múc đúng không. Còn Masan là một cái dạng cổ phiếu mà anh chị lưu ý nè, nó đã về chính thức thoát ra khỏi nền tảng này rồi và bật tăng lên luôn, giống như là Nam, giống như là giờ Novaland lúc này chỗ này các bạn ạ. Sau đó Novaland sẽ có một cái nhịp tăng lên rất là khỏe sau này nha, đó mình để rồi nó lại tác chỉnh các bạn. Thì những anh chị nào chưa mua được thì ở quanh những cái vùng mà tác chỉnh đó lại nha là cơ hội cho mọi người. Ví dụ ông này đang tác chỉnh trở lại đường EMA 200, đường EMA 50 các bạn ạ. Thì rõ ràng nó sẽ là những cái vùng mà các bạn rải ra các bạn gom, chứ lúc này không phải là vùng bán nữa rồi. Ok riêng cổ phiếu trong nhóm đó thì các bạn chú ý cho mình là DC World nha, bất động sản khu công nghiệp các bạn mình vẫn đang chú ý nè. Long Điền Group rồi ADC rồi KBC các bạn. Thật ra nha KBC lúc này nó vượt vùng giá khoảng 33.3 32.75 thì đối với quan điểm của mình các bạn ạ, đây lại là cơ hội. Các anh chị lưu ý nha, những nhà đầu tư lưu ý đối với những nhóm ngành mà bất động sản khu công nghiệp như thế này hoặc là đang cầm KBC á, là cơ hội yên tâm. Đây giống như một cái mẫu hình là giờ cốc tay cầm mà mình chia sẻ rồi, là lên trên này thì đu nhưng mà về dưới này là bán là sai, về dưới này có tiền là nên múc đi đúng không ạ. Ok hãy nên nghe Thái một lần đi các bạn, bây giờ trong uptrend mà lên trên hưng phấn múc, bây giờ về dưới hỗ trợ bán là chết, là chết các bạn nha. Ok rồi các chị thấy Thái chia sẻ quá máu lửa đúng không, hãy nhớ nha bấm cho Thái một nút like vì đây chính là những cái tâm huyết của mình và mình làm nghề thật sự mình mong muốn á. Mọi người đầu tư phải rất là bình tĩnh nha các bạn, bây giờ cơ hội đầy ra như vậy á, rõ ràng các bạn yên tâm. GVR đó không có vùng mua an toàn nào cho cha nội này cả, kéo lên cái là dễ đạp luôn các bạn. Ông nội này ông phải cần một cái nền giá rồi và nền giá này các bạn phải đợi chờ. Ông này thật sự nhiều khi ông đạp trở lại vùng giá khoảng 29 các bạn ạ, đó 29.5. SSG không có điểm mua nào an toàn cả ha, cho nên khỏe re à. Vào những vùng mà khó quá không đánh là giữ gìn được tiền. VGC về lại vùng giá khoảng 56, ông nội này ha, mình thấy rồi các bạn. Yên tâm đi, chắc có lẽ là quanh quanh những vùng giá này nó sẽ đánh theo cái mẫu hình của CTD các bạn ạ.
hoặc là Nam Kim đấy, đợt trước CTD đấy kéo qua xong vượt đỉnh rồi đánh một dài như vậy mà rồi mới tăng lên. Cho nên các anh chị lưu ý nha, ông nào mà hưng phấn cái là mua ngay đỉnh các bạn nào bán xong nó bật tăng lên trở lại là không được. Ok, bất động sản công nghiệp hoặc là giờ tiếp nữa các bạn nè, ngày hôm nay bắt đầu mình thấy là cái động thái tiếp này nó đang điều chỉnh ở những vùng hỗ trợ, các anh chị có thì có thể là chia ra mà vô gom được rồi nha. Ok các bạn, mình thấy bắt đầu cơ hội nó hiện ra chứ không phải là rủi ro nữa rồi. Rủi ro là đối với mình ở vùng trước nè, vùng 29x30 các bạn, nhưng mà về lại những vùng giá này thật sự là cơ hội, là cơ hội các bạn nha. Là DTD các bạn nè, ok đấy. Rồi ông này tách chỉnh trở lại đường EMA 50 các bạn. Rồi ok, thì trong những cái pha sau các bạn nha, để xem thử là cái sự rung đất này nó tách chỉnh quanh đâu nữa thôi. Mà mình định vị trước sau sớm muộn nó cũng sẽ bật lên trở lại rồi. Và những cổ phiếu này mình đang theo dõi và cập nhật cho mọi người nha. Ví dụ như về những cái vùng mà 27X, 273, 274 các bạn, mình nghĩ nó sẽ có một cái hỗ trợ gần đây để nó kéo lên trở lại, thì đó sẽ là một trong những điểm thăm dò lệnh cho mọi người. Đầu tư công các bạn, đầu tư công như C nó không giảm nhiều này ha. Thì riêng nhóm đầu tư công chỉ có một cái cổ phiếu là giờ là CG mình chia sẻ rất là kỹ rồi. Chỉ những nhà đầu tư các bạn thôi mà. Nó về vùng đỉnh đánh rất là mạnh lên 14.6. Và cổ phiếu này thì giờ tăng nhanh giảm nhanh đó là điều bình thường, thì chúng ta phải chấp nhận được là giờ mua cổ phiếu ở vùng giá nào. Bây giờ nó test chỉnh trở lại cái nền giá nhiều tí xíu nữa là về lại vùng giá khoảng 12.8 các bạn. Thì không phải là cái điểm bán của mọi người nữa rồi. Về đó lại là cái cơ hội mà nó sẽ tạo ra một cái nền tảng để nó đánh bật lên trở lại. Cho nên những anh chị nào đánh mua hỗ trợ các bạn nhớ nha, trong giai đoạn tới các bạn nên giờ có tiền các bạn nên chia vị thế ra mua được ông này ha. Còn những giai đoạn tuần trước mình không bao giờ nhắc mọi người mua nữa. Vì sao? Vì những vùng giá mình nhắc cho mọi người là 12.2 các bạn nè, 12.8-9 các bạn nè, hoặc là 13, cao tay lắm là 13.3-3.5. Thì những cổ phiếu sau á, mua sau thì phải mua là giờ volume nó ít lại, tiền nó phải ít lại để đánh tỷ trọng, và sau đó chúng ta chừa những cái cơ hội mà khi nó test chỉnh các bạn là mua thêm, đúng không? Là VCG mình thấy ngày hôm nay các bạn nó cũng đang trở lại những vùng chỉnh thôi, cũng không có gì xấu mà nó đang tạo thành một cái nền giá, và rõ ràng trong một cái nền kiến tạo này ha, thì sớm muộn thôi thì nó cũng sẽ kéo lên trở lại mà không biết khi nào, đúng không? Và không có thằng lái nào nó ngu tới mức độ là kéo dài giống như câu chuyện của nó va lăng các bạn ạ. Muốn tăng lên các bạn thấy không ạ, dài liên tục luôn, đạp kéo lên cái rồi đạp ối máu lại, bắt đầu giờ kéo lên lại vùng đỉnh nè, giống như một cái vòng cung của nó đó. Thì nhiều cổ phiếu sẽ đánh mất dạy như vậy đó mà, để nó làm cho nhà đầu tư giờ rủ gãy bỏ, đúng không? Cho nên VCG đối với những mình quan điểm mà mọi người mua ở những vùng nền giá như thế này, mọi người có tiếp tục cầm, hoặc là ai có khẩu vị hoặc là muốn mua để sau này á dòng tiền nó tìm tới, thì mọi người hãy nên cân nhắc những cổ phiếu như thế này ha. Ok, nó là vùng mua chứ không phải là vùng bán. HHV cũng tương tự các bạn nè, nhưng mà HHV nó lại xấu hơn nha. KHB nè, hút các bạn. Hút thật sự ngày hôm nay thật sự một nhiều cổ phiếu nó đang tích lũy rồi, nó không có xấu đâu mà khó, tại vì sao? Bán xong rồi về dưới là nhà người ta mua sao, đúng không ạ? Và cũng không có ai có nhu cầu bán nữa vì hết trơn hàng, đúng không ạ? Ok, cho nên những cổ phiếu này chỉ cần thị trường nó tích cực cái là những ông này sẽ rất là dễ bật tăng ha. Thủy sản ASM các bạn thấy có lý không? Đây, vùng giá khoảng 11.9 nhất cho mọi người mua, bây giờ mọi người cầm thoải mái luôn, không sợ ha. VHC các bạn, VHC cũng bật cây nhưng mà trả lại nha, rồi gần như nó đang đánh cái mẫu hình là giờ một cái nền phẳng rồi các bạn. Rồi ANV cũng tương tự như vậy mọi người ạ. Ok, nó đang tạo thành một cái mẫu hình nền phẳng ha. Trong nhóm này thì cơ bản là ASM mạnh, dệt may, TNG. Đây các bạn, TNG những phiên trước nó cứ tạo ra một cái mẫu hình, nhưng mà rõ ràng là thị trường rất là xấu và dòng tiền nó gì, cho nên mình rất là khó là chia sẻ cho mọi người là mua. Nhưng mà ok, những giai đoạn vùng tới các bạn, nó lại là cơ hội, không phải là rủi ro ha. Mình thấy là nhiều cổ phiếu nó đang chỉnh trở lại những vùng hấp dẫn của nó đó, nên mua. Ok nha, rồi ok, xem. Ok, cơ bản là như vậy. Các anh chị có câu hỏi gì để lại phần bình luận bên dưới nha. Thì hiện tại mình thấy cơ bản như các bạn tập trung về chứng khoán, bất động sản cho mình, rồi sau đó mới tới giờ đầu tư công, cũng giống như là một số cổ phiếu mà trong nhóm bất động sản công nghiệp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Những anh chị nào muốn vào group VIP chủ động nhắn tin Zalo cho Thái, số điện thoại bên dưới màn hình nha. Bye bye, tuần sau sẽ là tuần mở ra rất là nhiều cơ hội.